Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng. Và trước mặt mọi người đây là hai cái sản phẩm mà hiện tại trong hơn một năm gần đây thì nó đang rất là hot ở trên thị trường Việt Nam, quý anh chị nhé. Không những trên thị trường Việt Nam mà các cái nước bạn giống như là Campuchia thì người ta sử dụng cái sản phẩm này cũng khá khá là nhiều nha quý anh chị trước mặt quý anh chị đây là hai cái model uh, của Cora Cora K18S và K18 Plus quý anh chị ha K18S thì nó sẽ hai kênh và K18 Plus thì nó sẽ là bốn kênh và giữa hai cái sản phẩm này chúng ta có thể đánh sub và full trên hai cái sản phẩm này K18S chúng ta đánh sub hoặc có thể đánh full và K18 Plus chúng ta cũng có thể đánh sub nhé quý anh chị trên một cái cục men này nói chung là chúng ta phối ghép rất là linh hoạt từ đây trước mắt quý anh chị cường đang tháo hai con hai con này là hàng demo mình đã đánh demo trong một thời gian rồi và hôm nay tháo ra vệ sinh cũng như là nhân tiện quay review cho quý anh chị chúng ta xem luôn nhé à, trước khi đi vào những cái vấn đề à, chính trong cái video thì bây giờ mình sẽ quay sơ một vòng cho quý anh chị chúng ta ngắm nghĩa lại cái dung nhan bên ngoài cũng như là cái nội thất của hai sản phẩm này nhé quý anh chị Trước tiên, đây là Cora K18 Plus 4 kênh. Đây là mặt trước của K18 Plus 4 kênh. Và đây là phần bên trong nội thất của K18 Plus 4 kênh. Thì về chi tiết những cái chiếc mai này á, thì mình đã giới thiệu cũng khá là lâu rồi. Nếu quý anh chị chúng ta muốn xem chi tiết thì chúng ta có thể xem ở dưới phần mô tả nhé. Cường sẽ để một cái link bên dưới để quý anh chị chúng ta xem một cái video mà có mô tả chi tiết về các cái linh kiện cũng như là các cái công nghệ của cục men này ha quý anh chị. Thì hôm nay trong clip này chủ yếu là mình quay review lại một lần nữa cho quý anh chị chúng ta xem chi tiết. Đồng thời cũng như là mình sẽ chia sẻ một số điều cho quý anh chị chúng ta nắm rõ khi chúng ta lựa chọn mua và sử dụng chiếc men này như thế nào. Đây, bên đây là K18S công suất rất lớn. Chúng ta dùng để đánh sub hoặc có thể đánh được full. Trước mặt của nó đây quý anh chị. Đây là mặt trước của nó ha. Cora K18S. Bên trong của Cora K18S. Thì quý anh chị thấy cái phần thiết kế nó sẽ khác. K18 Plus chúng ta nhìn cái miếng nhôm tạo nhiệt của cái cục men này ha rất là tinh tế rất là tỉ mỉ trong cái khâu mà nghiên cứu và sản xuất nhé quý anh chị ok và bây giờ thì chúng ta sẽ ra cái phần mặt sau của hai chiếc men này và đây là cái và đây là cái phần mặt sau của chiếc men Cora K18 Plus 4 kênh. Chúng ta có thể đánh full hoặc sub và trên hai chiếc men này chúng ta đều có thể chọn hai chế độ công suất đó là công suất thấp và công suất cao được ký hiệu là Lô và hai Lô là thấp và hai là cao cao có nghĩa là công suất lớn đồng thời sau này sẽ có một cái biểu đồ hướng dẫn cho chúng ta cách gạt các nút chức năng khi mà chúng ta chọn các cái chế độ để chúng ta phối ghép cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hai quý chị nó ký hiệu rất là rõ và đồng thời cái video mà hướng dẫn sử dụng cái này cách gạt các cái nút này á, mình cũng đã có một video rồi và mình sẽ để luôn cái link ở phía bên dưới phần mô tả quý anh chị có thể xem lại để cho cái video này nó sẽ không bị quá dài và phía đây là bốn cái ngõ mà chúng ta cắm ra dây loa công thì cái này uh, sử dụng rắc của ha. Đó. thì trên những cái chiếc men power cao cấp thì mới sử dụng các cái rắc Newtrix này tuy nhiên thì cái sản phẩm Cora cũng không ngoại lệ sử dụng những cái linh kiện chính hãng và nói chung là những cái linh kiện rất là cao cấp nhập khẩu chính hãng nhé quý anh chị Đó, hoặc là chúng ta có thể là vặn dây loa trực tiếp vào bốn cái trạm này đây quý anh chị nhé này rồi nếu mà chúng ta đánh bridge mono thì chúng ta đánh hai cặp đỏ hai quý anh chị hai cặp đỏ nha mỗi vé chúng ta đánh hai cục đỏ có nghĩa là nếu chúng ta bridge mono lại á thì cục men bốn kênh nó sẽ sẽ chỉ còn hai kênh thôi ha rồi mình sẽ quay chậm một lần nữa cho quý chị chúng ta xem bên trong thì cái cục men này cường cũng đã vệ sinh sơ tại vì hàng đánh demo mà quý chị đó bên trong của nó này quý chị nhìn rất là tinh tế đúng không đặc biệt là cái vấn đề hấp dẫn nhất cho anh em làm show đó là cái cân nặng và cái độ à kén điện của nó, cục men này thì không kén điện, ha, có nghĩa là điện mà nó tụt xuống thì men này nó sẽ hoạt động theo cái dòng điện mà đang có, chứ không có kéo cái dòng điện về, quý anh chị nha. đó. nó sẽ không gây uh, sụp điện mà khi chúng ta làm sâu, có nghĩa điện yếu thì nó vẫn chạy theo cái mức điện áp uh, hiện tại, chứ nó không có kéo điện về cho đủ để chạy đâu cái gì ha, chúng ta yên tâm, thì uh, Cora ngày một phát triển và nghiên cứu cũng như lắng nghe ý kiến khách hàng và nắm bắt cái nhu cầu của thị trường quý anh chị nhá Và bên đây là K18S hai kênh. Nó cũng có các cái nút gạt chức năng ở phía sau. Đây ha quý anh chị. và cũng có một cái sơ đồ hướng dẫn và cái video thì mình sẽ để cái link mô tả bên dưới chúng ta có thể xem. Chúng ta xem thiệt kỹ và chúng ta sử dụng cho đúng cách ha. Đây là bên trong của K18S đó, K18S thì nó chỉ nặng 12kg thôi Và K18 Plus nó sẽ nặng 13kg Rất nhẹ, rất hiệu quả với chị nhé Và cái sao tiếng của nó trong cái mức giá thì Theo mình nghĩ rằng là khá là ok rồi đấy và một cái điểm đáng quan tâm hơn nữa đó là cái vấn đề chăm sóc khách hàng, bảo hành, bảo trì thì công ty rất là chú đáo đặc biệt với cái sản phẩm Cora là không bao giờ sửa chữa nếu quý anh chị chúng ta có bảo hành hay bảo trì thì cái men này công ty sản xuất ra được thì tất cả linh kiện đều có chỉ cần gắn vào thôi chứ không có sửa chữa nha không có phải là hàn xì móc nối nha quý anh chị cho nên là chúng ta an tâm khi sử dụng cái thiết bị này rồi bây giờ thì mình sẽ đặt máy quay phía xa và mình sẽ chia sẻ một số vấn đề chính thì vừa rồi quý anh chị chúng ta vừa xem uh, chi tiết mặt trước mặt sau cũng như là bên trong nội thất của hai chiếc men này và trước khi đi vào cái vấn đề chính mình cũng xin báo giá lại luôn nha thì cái mức giá của con men Cora K18S này giá nó sẽ là 17 triệu 500 quý chị nha K18S giá 17 triệu 500 và K18 Plus thì nó sẽ có giá 19 triệu và tất cả các sản phẩm này đều được bảo hành 2 năm và bảo trì 3 năm và cái vấn đề bảo hành là như thế nào, bảo trì là như thế nào thì sau đây mình xin phép được giải thích chi tiết hơn. Rồi, hello mọi người, cái vấn đề đầu tiên mà rất là nhiều quý khách chúng ta chưa hiểu và chưa nắm bắt được trong cái vấn đề chọn mua sử dụng cái sản phẩm Cora đó là cái vấn đề về bảo hành và bảo trì là nó như thế nào. Bảo hành có nghĩa là Bảo hành hoàn toàn miễn phí quý chị nhé. Khi mà thiết bị của quý chị chúng ta gặp sự cố thì công ty sẽ hoàn toàn miễn phí cho quý anh chị khi trong quá trình thay thế các linh kiện. Còn bảo trì á là như thế nào ạ? Công ty sẽ cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật thay thế những cái thiết bị mà nó hao mòn cũng như là nó gặp sự cố. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chịu cái chi phí linh kiện đó hỗ trợ công ty nhé quý anh chị. Có nghĩa là trong hai năm bảo hành thì chúng ta hoàn toàn không mất một ngàn nào hết. Và trong cái thời gian bảo trì, bảo trì có nghĩa là công ty sẽ hỗ trợ quý anh chị chúng ta các linh kiện thay thế cũng như là kỹ thuật thay thế và kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ tính cái tiền linh kiện cho công ty ha quý anh chị. Đặc biệt là như lúc nãy mình có nói rồi, đối với sản phẩm Cora thì không bao giờ sửa chữa tại vì linh kiện luôn luôn có sẵn ở trong công ty. Công ty sản xuất được cái sản phẩm này ra thì tất cả các cái linh kiện thay thế lúc nào cũng có cho nên là chúng ta khỏi lo cái vấn đề rằng là ừ chúng ta mua cái men này rồi mai mốt nó hư nó hết bảo hành rồi có linh kiện thay thế không hay là lại chấm hàn xì nối dây móc qua móc lại thì vấn đề đó chúng ta hoàn toàn hãy yên tâm 100% với Cora không bao giờ có chuyện đó xảy ra quý anh chị nha luôn luôn có đầy đủ linh kiện để thay thế cũng như là nâng cấp quý anh chị ha nâng cấp thiết bị cho quý anh chị và cái vấn đề thứ hai đó là Quý anh chị chúng ta thường hay thắc mắc rằng là hàng mới về mới có mấy tháng thôi bây giờ không dám khui ra không dám khui xem luôn sợ à, không bảo hành được quý anh chị yên tâm đối với Cora không bảo hành bằng cái tem đâu quý anh chị cứ khui thoải mái và công ty khuyến khích chúng ta hãy khui ra và vệ sinh định kỳ đối với bất kỳ một cái thiết bị nào cũng thế quý anh chị nha thiết bị điện tử hay là cái nào cũng thế thôi không riêng Cora tất cả các hãng khác cũng vậy nữa Chúng ta phải vệ sinh thường xuyên. Tuy nhiên có một số hãng thì người ta sẽ bảo hành bằng cái tem. Nếu chúng ta lột ra mất tem là không bảo hành. Nhưng Cora, chúng ta cứ lột thoải mái miễn sao quý anh chị chúng ta đừng có tự ý sửa chữa hay thay thế bất kỳ một vấn đề gì ở trong cái men này ha quý anh chị. Và một cái vấn đề nữa là có nhiều quý anh chị chúng ta đi làm xô thì đa số những khu vực mà nông thôn á, thì cái nguồn điện rất là yếu. Anh chị nào cũng sắm một cái ổ náp rất là to. Thì à theo mình thấy ổn áp nó là một cái thiết bị để ổn định điện quý anh chị nha. thì chúng ta dùng nó cũng tốt thôi nhưng nó tốt khi nào và trong trường hợp nào? khi nếu chúng ta dùng ở một cái vị trí giống như là nhà hàng hay là một cái sảnh tiệc nào đó mà cái nguồn điện nó rất ổn định thì cái ổn áp nó sẽ rất là tốt cho thiết bị chúng ta. tuy nhiên khi mà cái nguồn điện yếu quý anh chị nha, có nghĩa là điện nó lên xuống bất thường. ví dụ đang 220 nó sẽ tụt xuống 108, đôi khi 180 nó tụt xuống 104 thì mình nói thật quý anh chị chúng ta nên xài cái máy phát điện đi nếu mà nó xuống quá thấp ha hoặc nếu mà nó dao động từ 170 cho tới là 220 đi nó dao động mức đó thì đối với Cora chúng ta xài thoải mái đừng có nên xài ổn áp nha quý anh chị bởi vì khi mà cái nguồn điện nó lên xuống bất thường á, thì cái ổn áp nó sẽ kéo kéo cái điện nó cũng như là nó làm ổn định cái điện đó và ổn áp nó sẽ có một cái độ trễ nhất định ví dụ như điện vô tình nó sụt xuống 170 ổn áp bắt đầu kéo cái odd lên nó lên đôi khi lên quá luôn và trả xuống không kịp à, quý chị ha hoặc là khi mà điện nó xuống bất thường ổn áp nó sẽ không kéo kịp thì lúc đó nó sẽ gây hại cho thiết bị đa số những cái thiết bị điện tử mà hư hỏng anh em làm sâu thì mình thấy từ cái ổn áp mà ra hết ổn áp nó là một cái con dao hai lưỡi cho nên chúng ta cân nhắc khi nào chúng ta dùng ổn áp và chúng ta dùng ổn áp như thế nào quý chị nha à, rồi và tiếp đến nữa một cái vấn đề nữa đó là các cái nút gạt phía sau. Chúng ta phải nắm được rõ nó như thế nào và chúng ta nếu không hiểu thì chúng ta liên hệ với đại lý, cái đại lý mà bán hàng cho chúng ta, đại lý đó sẽ có trách nhiệm hỗ trợ chúng ta sử dụng cái cục men nó đúng cách. Có nhiều quý anh chị chúng ta gạt sai cái nút phía sau rồi nó sẽ xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn chẳng hạn. hai quý anh chị. Và đồng thời thì cái thông số kỹ thuật ấy, mình cũng có chia sẻ ở trong cái video trước rồi, mình có bỏ link bên dưới quý anh chị, chúng ta cứ xem và áp dụng theo thì mỗi kênh chúng ta sẽ đánh được hai chiếc loa phun đơn hoặc là một chiếc phun đôi nha hoặc mỗi kênh đánh một súp đôi hoặc là hai súp đơn trên mỗi kênh có nghĩa là mỗi kênh chúng ta sẽ đánh được với trở kháng là 4 ôm nha quý anh chị rồi và sau đây thì cường sẽ công bố lại cái thông số công suất của từng chiếc men này để cho chúng ta tiện nắm bắt hơn khỏi phải mất công lục lại cái video cũ nha quý anh chị và như lúc nãy mình có chia sẻ rồi thì trên hai chiếc men này chúng ta chọn được hai chế độ công suất đó là công suất thấp và công suất cao và đầu tiên ở chiếc men Cora K18 Plus 4 kênh thì ở chế độ công suất cao quý anh chị nha ở chế độ công suất cao đó là hai chúng ta chọn chế độ 2 và công suất ở mỗi kênh khi mà chúng ta đánh ở cái mức trở kháng 8 ohm ấy, có nghĩa là mỗi kênh chúng ta sẽ đánh một cái full đơn nha full đơn có trở kháng 8 ohm hoặc một chiếc xúc đơn có trợ kháng 8 ôm thì men này nó sẽ cho ra công suất là 1.500w cho mỗi kênh ở trợ kháng 8 ôm với chị nha lưu ý rằng là ở trợ kháng 8 ôm và ở cái chế độ công suất cao và nếu ở chế độ công suất thấp và với cái khi mà chúng ta đánh chế độ 8 ôm chúng ta đánh với cái mức trợ kháng 8 ôm á mà chúng ta chọn cái mức công suất thấp thì nó sẽ cho ra là công suất là 1.000w cho mỗi kênh ở 8 ôm và nằm ở cái uh, mức mà chúng ta chọn đó là công suất thấp quý anh chị nha. Và tiếp theo khi chúng ta đánh 4 ôm có nghĩa là mỗi kênh chúng ta sẽ đánh một chiếc full đôi hoặc hai chiếc full đơn hoặc là một chiếc xúc đôi hoặc hai chiếc xúc đơn cho mỗi kênh quý anh chị nha, cho mỗi kênh và ở chế độ công suất cao và khi chúng ta dùng với mức trở kháng 4 ôm ở chế độ công suất cao thì nó sẽ cho ra công suất là 2350W cho mỗi kênh ở chế độ 4 ôm và mức công suất cao quý anh chị nha. Lưu ý rằng là ở 4 ôm và cái mức công suất chúng ta chọn đó là công suất cao. Và nếu ở cái 4 ôm chế độ mà chúng ta đánh 4 ôm mỗi kênh đánh hai loa đó mà chúng ta gạt xuống cái mức công suất thấp đó là lâu công suất thấp thì nó sẽ cho ra thì nó sẽ cho ra công suất là 1800W cho mỗi kênh ở chế độ 4 ôm và cái mức công suất thấp quý anh chị nha. Và khi chúng ta gạt qua cái chế độ bridge mono có nghĩa là cục men này đang hai kênh, chúng ta biến nó thành ví dụ và ở cái chế độ bridge mono có nghĩa là cục men này nó đang là bốn kênh và chúng ta sẽ gạt nó thành hai kênh để nhân cái công suất nó lớn lên thì lúc này đây hai kênh nhá. bốn kênh nó sẽ còn hai kênh và trong hai kênh này mỗi kênh nó sẽ cho ra công suất là 4.700 w cho mỗi kênh khi chúng ta chọn ở chế độ công suất cao nhá và nếu như chúng ta gạt bridge mono cục men bốn kênh thành hai kênh nhưng chúng ta chọn gạt qua chế độ công suất thấp thì mỗi kênh nó sẽ cho ra công suất là 3.600 w ở cái chế độ bridge mono quý chị ha rồi tiếp đến k 18 s hai kênh chúng ta chuyên đánh xúc những cái dòng loa xúc gọi là có công suất rất lớn quý chị nha hoặc có thể đánh loa full ha thì đây chúng ta cũng có gạt được cái công suất thấp và công suất cao và đối với cái con K18S này khi mà chúng ta để ở chế độ công suất cao và chúng ta đánh ở cái mức trợ kháng đó là 4 ohm Mỗi kênh chúng ta đánh một cái xúc đơn hoặc là một cái full đơn Thì chiếc men này nó sẽ cho ra công suất là 1800W cho mỗi kênh ở chế độ 8 ôm và ở cái mức công suất cao quý chị nhá. Còn khi chúng ta đánh 8 ôm mà chúng ta gạt xuống ở cái mức công suất thấp thì nó sẽ cho ra 1250W cho mỗi kênh Nha quý chị. Ở cái à, mức trở kháng đó là 8 ôm mà chúng ta chọn cái chế độ công suất thấp. Và nếu như chúng ta đánh 4 ôm, có nghĩa là mỗi kênh chúng ta đánh một cái súp đôi hoặc là một cái phun đôi mà chúng ta gạt cái công suất ở cái mức là công suất cao thì mỗi kênh nó sẽ cho ra 3000W và cũng ở cái chế độ 4 ôm này quý chị nhé chúng ta đánh 4 ôm này nhưng mà chúng ta lại gạt xuống cái mức công suất thấp thì lúc này đây mỗi kênh nó sẽ cho ra công suất là 2350W cho mỗi kênh nha quý anh chị và nếu trong cái trường hợp chúng ta bridge cái cục men này lại nó còn một canh thôi thì lúc này đây chúng ta nếu gạt chiếc men này ở cái mức công suất cao thì nó sẽ cho ra cái mức công suất 6000W ở cái chế độ bridge mono và nếu như bridge mono chúng ta gạt xuống cái chế độ công suất thấp thì nó sẽ cho ra là 4700W quý anh chị nha. 4700W trên một cục men này cực kỳ kinh khủng đấy quý anh chị ha. Rồi, và bây giờ thì xin báo giá lại một lần nữa đối với Cora K18S hiện tại đang có giá 17 triệu 500 và K18 Plus hiện tại đang có giá 19 triệu và tất cả các sản phẩm này đều được bảo hành 2 năm và bảo trì 3 năm Ngoài các sản phẩm này ra thì Cora còn rất là nhiều model khác ví dụ như là K10S, K10 Plus và còn một số model khác nói chung rất là nhiều kể cả những cái thiết bị men sử dụng cho anh em chúng ta làm show chuyên nghiệp như thế này hoặc những cái thiết bị dành cho gia đình đều có hết và bên Cường thì phân phối dòng Cora này và giao hàng ship hàng toàn quốc quý anh chị nha. Chúng ta có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy alo cho Cường, số điện thoại nằm ở trên video thì Cường sẽ tư vấn cho quý anh chị. Bây giờ chào quý anh chị, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái video của Cường và nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh youtube của Cường nha quý anh chị. Xin chào quý anh chị.